đã quay trở lại với kênh Oscar Family TV. Hello mọi người. Hôm nay nhà Oscar sẽ dẫn các bạn đến một cái nơi, một cái vùng thủ Wumba. Ở đây là có một cái công viên, nó tên là Queen Park, nổi tiếng. Hôm nay nó có một cái lễ hội hoa. Thì nhà Oscar sẽ dẫn các bạn xem coi lễ hội hoa năm nay có tổ chức cái gì nha. Ok, các bạn theo chân nhà Oscar nha. Cả nhà ơi, để mình quay cho cả nhà coi những cái loại hoa mà người ta trưng bày ở trong cái lễ hội hoa ngày hôm nay nha. Mình đi tới một cái khu hoa người ta trồng một loại hoa nữa tiếp theo để chúng ta cùng chiêm ngưỡng nha cả nhà. Nào cả nhà hãy theo chân tụi mình nha. Cả nhà ơi, xin giới thiệu với cả nhà, đây là cây hoa mộc lan. Ở cái vùng này người ta trồng rất là nhiều loại cái cây hoa mộc lan này luôn á cả nhà. Này cả nhà hãy mình có một cái nhìn cận cảnh về cái hoa này để mình biết thế nào gọi là hoa mộc lan nha. Tại vì mình cũng vừa biết được cái tên gọi của nó thôi. Bên cạnh cái cây hoa mộc lan mình còn thấy một cái cây hoa này nữa nè cả nhà, cũng đang có hoa rất là nhiều luôn. Nhưng mà cái cây hoa này á, thì mình hiện không có biết tên là gì. Cả nhà có biết nó tên gì không? Nếu mà cả nhà biết á, thì hãy comment ở phía dưới cho mình nha. Tại vì một người không biết nhưng mà nhiều người coi thì có thể là nhiều bạn biết hơn mình. Hãy giúp cho mình biết được tên của cái hoa này nha cả nhà. Đây, mình sẽ quay lại gần để cho cả nhà nhìn rõ hơn rồi chỉ cho mình biết. Cả nhà ơi, còn đây là cái khu vực hoa này đây. Hoa gì không biết chứ hoa này là phải biết nha cả nhà. Hoa tulip, tại vì trên TV chiếu rất là nhiều luôn. Bây giờ cả nhà hãy chiêm ngưỡng bột hoa tulip nha. Bây giờ là tới lúc nhà Oscar chuẩn bị ăn trưa nha cả nhà. Đang đi tham quan vườn hoa nhưng mà đã tới giờ ăn trưa thì tụi mình có đem theo đồ ăn với lại thức uống để mình ăn xong rồi mình lại tiếp tục ngắm hoa cả nhà ơi. Oscar phụ cho dọn đồ ăn ra đi. Mình sẽ cùng dọn đồ ăn ra nha cả nhà ơi. Trái cây nè. Giờ sáng này vẫn có chuẩn bị một số thức ăn nhanh phải không? Yeah.
Wow. Hôm nay mình có đem theo mì Ý. Mì Ý. Cho Oscar với lại Boost. Nước trái cây cho bạn Oscar, bạn Oscar thích uống trái cây lắm. Yeah, một nải chuối. Các bạn chắc không quên cái nải chuối của mình phải không? Cái video ngày kia mình là đi rừng á. Đây nữa nè là rong biển nè. Ủa tại vì... mới uống không? Trời ơi, sao ăn giỏi quá cả nhà ơi. Mấy bạn Oscar ăn rất là giỏi luôn nha. Wow. Oscar ăn cái gì vậy? Mì Ý. Mì Ý. Nhìn hấp dẫn không cả nhà? Ăn gì cái mì? À, cái này á là bánh mì. Đây, đây là cho mọi pasta người mà mình đã chuẩn bị cho Oscar. Mà có vẻ là hôm nay bạn rất là thích món này. Tại vì có thể là đi tham quan nãy giờ bạn mệt rồi, bây giờ đói bụng quá rồi. Mọi người cùng đói. Tự ăn luôn, không cần phải đút cả nhà. Bữa nay rất là ngoan luôn á. Ồ, cái chỗ này ngồi lý tưởng ghê bà xã. Bên đây á nha, nó hơi nắng nhẹ giữ cho mình ấm ấm á. Rồi mình nhìn ở ngoài kia là nguyên một vườn hoa kìa, giống như vườn Thượng Huyền á. Mời cả nhà nha. À cậu có anh nè. Chè chè cho. Rồi. Bé nào bé Oscar đi đâu vậy? Đi đâu? Hả? Đi công viên. Bé Oscar đi đâu? Đi công viên làm gì? Oscar đi ăn picnic. Oscar đi ăn picnic hả? Giờ con ngắm gì nữa? Ăn chips. Ăn picnic Oscar thích không? Oscar có vui không? Trả lời mẹ coi. Dạ mẹ. Dạ vui. Dạ vui. Hết. Cả nhà ơi, bây giờ cả nhà hãy cùng mình đến tham quan cái bồn hoa ở đây nha. Ủa này hoa gì vậy? À, đây theo như là kiến thức căn bản của mình đó thì đây là hoa Tuyên Ương Hồ Mộng Điệp. Ồ. Cái nhiều màu hoa hồ mộng điệp này có rất là nhiều màu. Thì ở đây người ta đang trồng là màu cam với màu vàng và màu đỏ nha cả nhà. À, theo như mình biết hình như là ở đây cái bồn kế bên đó, nó có cái hoa cánh bướm đó. Hoa này chắc là khá là phổ biến ở những nước như của mình á, Việt Nam các bạn. Cái hoa này là hoa gì á? Hoa màu hồng á. Hoa này chắc không biết tên rồi ạ. Cả nhà có biết không? Cả nhà comment cho mình với nha. Mình không có rành về hoa cho lắm nhưng mà mình biết cái nào thì mình nói cho các bạn nghe.
vậy là nãy giờ Oscar Family TV đã giới thiệu cho cả nhà về lễ hội hoa ở Toowoomba ở Úc. Thì cả nhà đã thấy được những loại hoa rực rỡ vào đầu mùa xuân. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của tụi mình. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Nếu cả nhà cảm thấy thích video của tụi mình, hãy cho tụi mình một like và subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những video mới của Oscar Family TV nhé. Hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye, bye, bye.